Inter đặt một chân vào chung kết Champions League. Đánh bại kình địch Milan 2-0 ở bán kết lượt đi, thầy trò Simone Inzaghi rộng cửa chơi trận tranh vô địch. Trận lượt đi được định đoạt trong vỏn vẹn 11 phút đầu hiệp 1. Từ pha đá phạt góc trái của Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko thể hiện kinh nghiệm của một cây săn bàn lão luyện khi vượt qua Davide Calabria để tung pha volley khiến thủ thành Michael Maidan đứng chôn chân. Với pha lập công này, tiền đạo người Bosnia trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai, 37 tuổi 54 ngày, ghi bàn ở bán kết Champions League sau Ryan Giggs, 37 tuổi 148 ngày. Sự tinh quái của Inter tiếp tục được thể hiện khi Federico Di Marco dốc bóng xuống biên trái, lại nhắm vào vị trí của Calabria trước khi căng ngang để Henrik Mkhitaryan sút tung lưới. Ở pha bóng này, hàng tiền vệ Milan không kịp lùi về hỗ trợ phòng ngự. Sandro Tonali bị Lautaro Martinez cản người, không theo kịp pha băng lên từ tuyến 2 của Mkhitaryan. Inter trở thành đội thứ tư trong lịch sử dẫn 2-0 trong vòng 11 phút ở bán kết Champions League. Trước đó, Juventus từng làm điều này ở trận gặp Man UTD mùa 1998-1999, Man UTD trước Arsenal mùa 2008-2009 và Man City trước Real mùa 2021-2022. Nhưng trong số này, Juventus và Man City sau đó bị loại. Milan đòi phạt đền khi Olivier Giroud và Alexis Tellemes bị cản ngã ở tình huống phạt góc sau đó. Nhưng Inter rõ ràng nhập cuộc tốt hơn khi khai thác tốt khoảng trống phía trước vòng cấm đối thủ. Pha bỏ bóng của Martinez tạo điều kiện để Mkhitaryan ngã đại bác trúng cột dọc. Dzeko và Nicolo Barella không thành công với những pha dứt điểm bồi sau đó. Phút 31, Simon Kjaer lóng ngóng để Martinez vượt qua. Tiền đạo Inter ngã trong vòng cấm và được thổi phạt đền. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài chính Jesus Gin thay đổi quyết định. Tình huống này châm ngòi cho tranh cãi trên sân khi Milan yêu cầu trọng tài rút thẻ phạt Martinez lỗi ăn vạ, càng khiến trận đấu thêm phần căng thẳng. Bước vào hiệp 2 trong thế bị dẫn 2 bàn, Milan không còn lựa chọn khác ngoài tấn công. Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng Stefano Pioli chưa thể tạo ra những pha phối hợp mạch lạc. Cơ hội của họ chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân như khi Brahim Diaz hay Junio Messia cứa lòng chệch cục. Pha dâng cao bất ngờ của Alessandro Bastoni mở ra cơ hội đối mặt cho Dzeko nhưng cú đá chân trái không vượt qua Maidan. Không lâu sau, Milan đáp trả với cú sút dội cột của Tonali. Pha bỏ lỡ khiến anh lẫn đồng đội vụt xuống sân tiếc nuối. Đây có lẽ là tình huống Milan đến gần bàn thắng nhất trong cả trận. Hơn 30 phút còn lại, dù thử nhiều cách, họ chẳng thể gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Sức tấn công của đội bóng do Pioli dẫn dắt suy giảm rõ rệt bởi sự vắng mặt do chấn thương của Rafael Liu. Milan cũng không gặp may khi Ismail Bennacer chỉ đá được 18 phút trước khi bất đắc dĩ rời sân. Đây là lần thứ 3 Inter đánh bại kình địch cùng thành phố mùa này, một ở Serie A, một ở siêu cúp Italy và một ở Champions League. Họ chỉ làm được điều này 2 lần trước đây, ở mùa 1973-1974 và 1994-1995. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.